ប្រាក់រីចការហើយនឹងដល់លែងគាត់ហើយថាម៉េចប្តីប្រដាស់មិញនឹងថាក្នុងគាត់ចៃភ្ញៀវមកមែនទេគេកំពុងតែជប់លៀងជាមួយពួកឈ្មោះធំៗនោះអីនឹងទៅប្រាប់ពុកនាងទៅលោកម្ចាស់អ៊ុំក៏បានចូលរួមនៅក្នុងរឿងនេះដែរមុននេះនៅខ្លាំងប្រាំងខ្ញុំបានឃើញគាត់ទទួលប្រាក់ទៀតផងនៅនាងទៅប្រាប់លោកម្ចាស់អីឲ្យរត់យកទៅធ្វើខ្ញុំផងលីទេម៉ែនេះប្រសិនណាស្អែកនេះពុកខ្ញុំមកវិញហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់គាត់ឲ្
bây giờ phong đang hay nè lia bây giờ phong nè thầm ấy nên tới gì chính được giúp mày tí côn ảnh nè mình đứng lại chơi tôi thật sâu bà sẵn chỉ côn nè ai da bông thô bà sẵn chỉ sấy anh lấy côn tao làm ở bên ban sọc hành ta bây giờ tí côn ban làm đồng lõ đại bộc tra ca tiệp không côn ảnh nè ai da bông thô bông thô xong bông còn phăng ai na chăm ăn chụp tu mà gì hai cái nhóm ban sẽ đáp còn gì chăm dọn tha bông cua ta ta chập lòng mà chả ôm rồi hai xem lại tao ta bị pro con rôm cầm nến chụp mùi bụi chụp mùi na rồi nếu mình xuống chân tiền à nực rồi bây giờ rưỡi chụp mùi nhưng mình tay rôm cầm nến kia tại mấy rưỡi chỉ chân tới nền chập bà sân chỉ chập mỗi cứ bao mùi tiền bà sân chỉ lấy nền chập lòng mà chả ôm nó rồi nếu chụp bao chụp bạch cờ vay liếm nó mấy cả trắng mà chỉ kinh nụ bà có chịu bắt nằm nắng sâu này ta biết nằm nắng pi lông cha xịt đấy bà tam pi bên liềm máu cốt đã đỏ hại có bàn tay bà mặt ngày muốn bám cha sắm một khay mà ở kia thà khấn sợ say bên nè đại ách bên chuyện thà pi nô ai lúc đương nhiên tới kết tâm lẽ cầm hót đại tu hai nhà miếng phật tàng đại nước cần lấy đầm cọp bạ nụ tiền đó pi nô dừng giúp phật tàng giúp một đắp mà chỗ kia đó pi nô mình trông tay mình chuyện thà lúc mình cha ốp bộ rồi lùi sùng bên tàu bên liềm có kích mình phát bị chụp ập đây bậc thọ cho đến trong nơi ở bọn nó kết cho mạch đấy bốc mình nghĩ lực lấy ở tì dân phòng chăm ở bốc con một mình bốc đừng cồn bàn chất cầm lăng tới bị nơi rừng này ở bàn chụp bạc đó bị nụ bà có chỉ là ó mờ hời William à bút nước miền rừng hai lùm cha ô tụm đánh châu đòi địch cả hai prak cái dương dục ấp được đạt tới hai nên bị đại ca lăng thế này hai khiêm prap lúc này anh chính bằng bàn nắm này ai cái tì mau bị đi thì hai cọt trong thua cáp bên nứt lăng quỳnh lớn tụm đánh trong ngõ này nè tụm đánh dương mấy những anh mới đứng tới hai kinh chẳng mấy vận tài chiến ta chính cọt trong một cọ bánh hà không được đi tôi chưa tụm đánh ấp bánh hà tại khang địch ca mình nghĩ bỏ prak dương tiền đấy mà chưa bẹp lên tọt tiền và hai chỉ mi được thầm hơi cứ chiến ta chính tiền đấy nhỉ William, khi ông khi mình chết làm chấm nay rồi bỏ khi ông, lúc ai mà khi ông bán, lúc trong bàn prạ cử bán, tại trái với cái cát trong cõi khi ông, lúc trái chặt cát trên tại chân ở trong, chẳng mệt đời, lúc thứ cái trên, lúc thứ cái trên, chẳng mệt, lúc thứ cái, William mà nóng nụ mày vốn, có tha trong mà chạm này pro trong sân, thâm mình, vậy liếm làm thông biểu mình. Hiện một tên là bao nhiêu phong em bộ ấy cho mình sẽ nát tăng hỏi chặt luôn bít trong sinh trên tạch chi tư à này này cho thôi này lấy đây này này lấy con tới lấy con tới mấy cái chặt con tập bít đẹp tập bính miền kia bắt đăng bị bít trong sinh thay chim mà nó đã thọc chuyên cười nhiều nâng sầm lắm đây hai chiến tài chính bẹp con đường rừng lệ một buôn nẹt tù hai mình rỉ cả chặt về tới lũ vậy liền nếu chưa cầm nông dân từ bên ấy mà đâu dương mà này ấy có bao bao bọc thò đâu bà dế bị trong sân đó bê slap hai nực anh cái ăn chẳng tiếc này hả nệ trong tục tôn được chiến tài chính mình trong tết cái lùm cha un ta ai bỏ cọ cọ tới lúc chợ giục là ó lột lấy bọc chồng hai chắp ai liêm tử bà hãy chỉ biết lúc nào cùng bà mẫn chân tiền lúc cho bác chết đại cơ chân tài chính sầm nặng ca này ta hãy lúc nào mình sẽ cầm để mà đặt tiền này chặt cái tay là skim là skim chặt cái tay mà lo thôi
ខ្ញុំបាត់អ៊ូទៅជីសូមគោរពលោកម្ចាស់អ៊ីលោកម្ចាស់អ៊ូអំណាចធំមែនណោះលោកម្ចាស់អ៊ីខ្ញុំកំពុងតែចាប់គឺជាហុងដែលជាអ្នកទូរិជ្ជការតាមចាប់ជាយូរមកហើយស្មានមកដល់ថាគឺឈិនតែជាងឲ្យគេបដូរឈ្មោះកែត្រកូលហើយលើកបំពួនក្នុងផ្ទះគាត់អស់រយៈពេលជាយូរទៀតផងឥឡូវអ៊ូជីយ៉ុងជាសាក់សីមកប្តឹងឯខ្ញុំត្រៀមនាំគេទាំងពីរអ្នកទៅស៊ើបសួរឲ្យបានច្បាស់លោកម្ចាស់អ៊ូរឿងក្តីគឺជាហុងខ្ញុំបានតាមយូរណាស់មកហើយក្នុងនោះមានចំណុចសង្ស័យច្រើនបញ្ជាក់ថាជារឿងអយុត្តិធម៌ខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យលោកដោះលែងឈិនតែជីងហើយបកគលគឺជាហុងឲ្យមកខ្ញុំនាំទៅវិញលោកម្ចាស់ខ្ញុំដឹងថាតំណែងតំណងលោកនឹងឈិនតែជីងស្អិតល្មួនណាស់ដូច្នេះហើយទើបលោកប្រាប់អំណាចមកកាពីតែរឿងនេះសំខាន់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំយល់ថាលោកម្ចាស់អ៊ីគួរតែជួយទៅម្ខាងសិនទៅទុកឲ្យខ្ញុំស៊ើបឲ្យបានដឹងច្បាស់កុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់គេឈ្មោះស្អាតស្អំរបស់លោកម្ចាស់អ៊ីអីសេណាមិនក៏មកនាំគេទៅអ្នកណាហ៊ានរៀងស្មើនឹងទោសរំដោះអ្នកទោសខ្ញុំមិនលើកលែងអីទេបាត់ណៃឈប់សិនលោកម្ចាស់សង្ស័យលើភាពយុត្តិធម៌របស់ខ្ញុំហ៎ខ្ញុំសួរលោកម្នាក់នោះគឺអ៊ូជីយ៉ុងម៉ានេះនោះគឺជាសាស័យអ៊ូជីយ៉ុងបើលើខ្ញុំមានបោះតាំងដែរអ៊ូជីយ៉ុងរួមគំនិតជាមួយអ្នកផ្សេងទីហ៊ានបាត់ចាប់លោកម្ចាស់អ៊ូនិងអ៊ូជីយ៉ុងនេះទៅអ្នកណាហ៊ានប្រឆាំងទុកជាអ្នកទោសអ្នកណាកាន់ដៅហ៊ានប្រឆាំងសម្លាប់ចោលទាំងអស់បាទទាំងអស់គ្នាលោកម្ចាស់អ៊ូត្រូវគេមុំកាច់ទេ